Chào anh em nhé, mình là kẹo ngon ba miền. Thì hôm nay mình quay trở lại giới thiệu nhanh cho anh em những cái mẫu kẹo bên mình đang bán nhá. Đấy, hôm nay thì mình giới thiệu tất cả các mẫu mình đang bán, nhưng mà thời lượng video nó có hạn thì mình sẽ giới thiệu nhanh cho anh em. Anh em nào mà cần biết thêm chi tiết từng sản phẩm thì anh em cứ alo qua Zalo cho mình nhé, mình sẽ gửi hình ảnh hoặc là tư vấn trực tiếp cho anh em. Đấy, thì nhà mình đầy đủ các dòng kẹo cho PCB như là lấm ngăn mập này, Monster lấm dài, sờ lung xuyên phá. Đấy, tất cả toàn bộ các mẫu mình đang quay đây đều là 450 một cân bao ship anh em nhé. Đấy, thì anh em mua hàng cứ alo qua hai số clip cho mình hoặc là nhắn tin qua Zalo đều được nhé, hai số đều có Zalo. Và hàng bên mình thì 100% đều là hàng không kiểm không xem hàng, anh em tin tưởng thì mua hàng, mà anh em chưa đủ tin tưởng thì anh em cứ bấm đăng ký kênh theo dõi kênh thêm anh em nhé. Đấy, mình hỗ trợ bao đổi trả hàng thoải mái cho anh em, nhận hàng không gửi trả, test không trụng gửi trả thoải mái luôn đó. Đầu tiên giới thiệu cho anh em mẫu lấm ngăn mập anh em nhé. Đấy, riêng lấm ngăn mập thì cực kỳ dễ chơi, không kén cành, phù hợp tất cả các loại cành trên thị trường luôn đó. Lấm truyền thống từ trước giờ rồi, đấy, từ xưa nay rồi đó. Vé chung hai tầng anh em nhé, riêng hàng nhà mình thì không bao giờ có vía, 100% luôn. Anh em nào nhận hàng về mà soi được ra vía nhá, mình tặng cho anh em cân hàng, đền cho anh em 10 triệu đó. Anh em soi được ra vía thì đền cho anh em cân hàng, tặng anh em 10 triệu luôn. Độ chuẩn rất là cao, anh em nhận hàng về không trụng gửi trả thoải mái. Đấy, riêng anh em BM không trụng đóng hàng lại gửi lại cho mình đó. Và anh em khách mới mà chưa biết chất lượng bên mình ấy, thì anh em có thể lấy nửa cân để anh em trải nghiệm thử nhé. Và cái mẫu lấm ngăn mập này thì nhà mình đầy đủ kích cỡ từ 4.5 đến 6.40, 5.50, 52, 54, 56 này. Anh em chơi lâu nghề cành nó mòn ấy, thì anh em cứ tăng size dần lên cho nó phù hợp với kích thước cành em nhé. Đấy, còn đây là mẫu Monster. Monster này thì cũng đầy đủ kích thước, thiếu mỗi 54 và 56 thôi. Đấy, có 4.5, 5.5, 5.52, 6.35 và 6.40. Mẫu Monster thì cũng không kén cành, phù hợp tất cả các loại cành trên thị trường luôn. Đấy, cành càng ngon chơi càng xa. Cành khương ngắn, khương dày, khương mỏng chơi được hết luôn. Đấy, ít khương nhiều khương chơi được hết. Độ chuẩn rất là cao. Đấy, chỉ 450 thôi, anh em lấy được cân thì là 250. Đó. Và anh em lấy số lượng càng nhiều thì sẽ được giá càng tốt nhé. Lấy ít thì mình phải cộng cả tiền đóng hàng, tiền ngụy trang, tiền cước vào, nên là giá nó sẽ cao hơn là những anh em lấy số lượng nhiều đó. Còn đây là nấm dài này. Nấm dài này cũng có các kích cỡ như Monster nhé, 4.5, 5.5, 5.52, 6.35 và 6.40, không có 54 và 56. Nấm dài này chơi tầm xa cực kỳ là ổn định luôn. Và anh em chơi mẫu này thì nên chơi những cành khương mỏng nhé. Đấy, cành khương dày sẽ khó căn chỉnh hơn đó, nó kén những cành khương dày nhá. Đấy, khương mỏng này chơi cực kỳ là ok luôn. Đấy, anh em nào mà thắc mắc cái gì thì anh em cứ alo mình tư vấn cho anh em. Đấy, tư vấn từ A đến Z luôn. Đấy, còn đây là mẫu xà lung này đó. Đấy, xà lung này thì nhà mình có 5.5 và 5.52. Đấy. Cái 552 ấy, thì thực ra nó là 5.518 anh em nhé, nhưng mình cứ gọi nhanh là 5.52. Đấy, mình gọi nhanh là 5.52 bởi vì là nó cũng xấp xỉ 552 rồi đó. Nhà mình thì là khuôn Ivan. Đấy, khuôn Ivan thì anh em nào chơi lâu năm đã biết thì từ trước đến giờ đó, Ivan thì độ chuẩn của nó cực kỳ là cao. Đấy, từ trọng lượng đến kích cỡ, kích thước đấy đều chuẩn luôn. Độ chuẩn rất là cao. Những anh em chơi cành heavy, chơi những cây củi nhập ấy, anh em có thể đem cái mẫu này. Đấy, rất nhiều anh em chơi ngoài 200m anh em nhé. Rất nhiều anh em chơi ngoài 200m luôn đó. Còn tầm cỡ 150m thì nó là quá bình thường đối với sờ lung. Đấy, quá bình thường luôn. Đấy, chỉ 450 thôi. Còn đây là mẫu xuyên phá này. Đấy, mẫu xuyên phá này thì cho những anh em nào mà săn những cái con hàng mà có xương cứng anh em nhé. Những con thú mà có xương cứng ấy thì anh em sử dụng. Đấy, độ chuẩn rất là cao. Về phần sức phá ấy, thì nó độ xuyên của nó rất là mạnh luôn. Đấy, độ xuyên cực kỳ là mạnh anh em nhé. Thì anh em thích hợp bèm những con thú xương cứng. Đấy, thì anh em mua hàng cứ alo qua hai số clip cho mình nhé. Và anh em xem video thì nhớ cho mình xin một like video và anh em bấm đăng ký kênh để mình lấy thêm tương tác với anh em. Chào anh em.